và quyết tâm phấn đấu về một thế giới hòa bình, không có chiến tranh, không còn đói nghèo, một thế giới phát triển bình thường và bền vững, một thế giới mà tất cả mọi người, như các bạn ra, nhân vật, tôn giáo, đều được sống trọn đời hạnh phúc. Vào ngày 28 tháng 6 năm 2012, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ngày 3 tháng đã tuyên bố chọn ngày 20 tháng 3 là ngày quốc tế hạnh phúc. Đến nay, tất cả 193 thành viên quốc gia, trong đó Việt Nam, đã cùng cam kết ủng hộ và cùng nỗ lực nhiều hơn để xây dựng một thế giới hạnh phúc, tốt đẹp hơn, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng và phát triển bền vững để đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Liên Hiệp Quốc đã quyết định kỷ niệm ngày 20 tháng 3 là ngày quốc tế hạnh phúc theo đề xuất của Vương quốc Bhutan. Quốc gia được coi là nơi hạnh phúc nhất trên thế giới. Bên cạnh đó, ngày 20 tháng 3 cũng là một ngày rất đặc biệt trong năm. Khi mặt trời nằm ngang đường xích đạo, nên trong ngày này có độ dài ngày và đi bằng nhau, là biểu tượng cho sự cân bằng, hài hòa của vũ trụ. Đó cũng là biểu tượng của sự cân bằng giữa âm và dương, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ước mơ và hiện thực. Ngày quốc tế hạnh phúc ra đời mang theo thông điệp rằng cân bằng, hài hòa là một trong những chìa khóa để mang đến hạnh phúc. Tại Việt Nam, vào ngày 26 tháng 12 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 2589 QĐ-TTG phê duyệt đề án tổ chức các hoạt động như ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm. Điều này có ý nghĩa rất lớn với người Việt nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển, an sinh, xã hội, xây dựng các gia đình no ấm, tiến bộ và hạnh phúc. Đây cũng là ngày để chúng ta nâng cao nhận thức toàn xã hội về ngày quốc tế hạnh phúc. Từ đó có những hành động thiết thực và cụ thể nhất để xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc của người dân Việt Nam. Hạnh phúc không chỉ đến vào ngày quốc tế hạnh phúc, mà chúng ta còn có thể nỗ lực để tự biến cuộc sống của mình được hưởng trọn vẹn 365 ngày hạnh phúc trong năm.